Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông. Hôm nay mình sẽ quay chia sẻ đến anh em cảnh máy cày kéo mọt chuyển qua sông nha. Đây, máy cày quá bự luôn anh em ơi. Đó, thì mình sẽ chuyển qua sông hai chiếc máy cày này nha. Xuống chắc cũng khẩm phà, máy quá lớn luôn à. Giờ phải đi hai chuyến nha, chứ một chuyến không hết nổi. Quá bự luôn. Và cặp bến đây. Bà này anh em đón xuống cẩm không anh em? Cũng hơi bé ha, anh em đón xem nha anh em. Và chiều ngang cũng bà này chắc cũng chừng 3 mét gì. Rồi bỏ câu xuống. Bỏ xuống đi hiệp lại. Rồi bắp. Được rồi. Điện thoại bị sáng trụng nước quay đen thui luôn à anh em ơi. Ướt cái camera rồi. Trời ơi, video. Ê ê. Ôi. Ê, mày camera ở sau của mình nó bị nước vô anh em ơi, giờ mình sẽ quay camera trước anh em thông cảm nha. Này chắc cũng khó quay rồi, lý do kỹ thuật là sáng điện thoại bị ướt rồi, thì sẽ quay ta. Thấy không hợp lại? Ê, ngay không? Cứ ra ra chích chừng đinh. Đó. Quay bằng camera trước, mình quay đại không chứ mình cũng không thấy nha nè. Anh em xem thông cảm nha. Quay đại không? Ôi. Tài xế này lái cũng đỉnh lắm nha anh em. Đây. Đường đó hẹp lắm nha, đường đó quá là hẹp. Ê, ôi. Đường hẹp quá, nguy hiểm quá. Rồi. Máy này là máy John Deere. John Deere ơi. Ôi, tài xế lái đỉnh quá anh em ơi. Đường hẹp vậy đi được luôn. À, sẽ quay lại chở một chiếc nữa nha. Rồi. Kiếm chỗ đậu, kiếm chỗ đậu. Rồi. Rồi, chạy qua đi. Chạy qua đi. Ôi. Ê, lấy không kịp rồi. Anh ve vô, anh xào đừng anh ve vô. À, anh trở đầu. À, anh trở đầu nha anh. Ôi. Rồi. Giờ mình sẽ xuống phà quay chiếc kia qua nha. Nãy xuống trật đẩy phà ra luôn. Khúc nãy camera mình nó bị trục trặc á, anh em xem chắc cũng mờ rồi. Giờ mình quay bằng camera trước nha. Camera trước luôn, quay đại nãy giờ quay đại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua chở chiếc thứ hai nha anh em. Đó, chiếc thứ hai trên bờ. Ê, cái máy đỏ nó hiệu gì vậy? Hả? Cái máy đỏ nó hiệu gì? Tẹt. Tin tẹt hả? Tin tẹt ho. Intec Natonan phải không? Chiếc đỏ đỏ là Intec nha anh em.
Rồi tiếp tục chiếc này. Đây là Intet Natonan. Ê ông lại sao ông ủi vô đi ông chủ. Đạp vô đi, chạy ra nữa đó. Anh ơi sao lái anh ủi vô phà vô để nó tuột ra nó đó, nó tuột ra đó. Còn hồi nãy không có ủi tuột ra hơn, giờ có ủi phà cũng không sao. Phà này dài dư sức luôn. Rồi xuống. Qua quay cảnh lên máy nữa. Đó. Này chỉ chuyển qua sông không anh em ơi, không có chạy đi xa. Tại cầu này đang bắt nè, phải bắt xong là chạy bộ qua luôn. Cầu này đang bắt luôn, công trình này vừa làm lộ vừa làm cầu luôn. Mấy anh này chở công trình làm lộ ra, chở mấy chỗ đất dư ra tới chỗ mà thiếu đất á. Tiếp tục quay camera ngược nữa anh em ơi. Camera kia nãy quay đi xuống máy cũng hơi bị trắng. Này anh Ben thùng lên đừng cho anh thấy đường lái hay gì ta. Ô xe này thùng cũng khá nặng nè. Ôi trời ơi. Rồi. Ê mèo á. Rồi. Ai biết. Ê, trời ơi. Không có dòm ở trước. Gãy cúp luôn. Nãy ông không có dòm bên trước xem rớt ra ngoài cầu luôn. Nãy ông vàng đó, ông chở đầu á. Anh chở đầu, xem anh chở đầu coi sao, đường này hẹp á. Ôi. Rồi. À, mấy ảnh đi rồi. Video tiếp theo mình sẽ quay cảnh mấy ảnh chở chạy trên lộ nha anh em. Chứ giờ ảnh đi rồi. Video cũng bị kém chất lượng, anh em xem thông cảm nha. Cảm ơn anh em.